Ở trong hiệp đấu đầu tiên này thì các cầu thủ chủ nhà Hải Phòng trong trang phục áo đỏ tuần đỏ ở bên phía tay phải màn nhỏ của quý vị và các bạn. Trận đấu đã bắt đầu, giao bóng trước là Than Quảng Ninh. Viettel họ chơi hay hơn đối thủ, kiểm soát bóng nhiều hơn và đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước của Jim Belling. Đó cũng là bàn thứ 3 của Jim Belling trong mùa giải này. Và vừa rồi anh cũng chính là cầu thủ bị phạm lỗi. Tiếp tục là một tình huống cố định, check bên phía cánh trái và người thực hiện là Hai Long, tiền vệ sinh năm 2000. Bóng được hướng đến vị trí nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống rất nguy hiểm bên phía Than Quảng Ninh. Họ dàn xếp tấn công rất bài bản và Mạc Hồng Quân đã băng vào vô cùng mạnh mẽ trong pha bóng vừa rồi. Và có vẻ như tình huống uy hiếp khung thành của Mạc Quân đã gây chấn thương cho Văn Toàn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Trước đó là một pha xoạc cứu bóng vô cùng ngoạn mục của Văn Hạnh. Nếu không có Văn Hạnh thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Xuân Tú nguy hiểm. Đó là tình huống phối hợp sở trường của Than Quảng Ninh. Những đường mở bóng dài đến 30-40 mét về phía cánh phải cho Nghiêm Xuân Tú. Và ngay sau đó là những tình huống căng ngang một chạm. Trận đấu được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên kênh thể thao tin tức HD. Bình Định được đánh giá rất cao trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Lê Thế Cường và súng bóng của Lê Thế Cường. Và người đã xoạc bóng trong pha bóng vừa rồi là Văn Việt. Một tình huống thoát đi rất nhanh của cựu tiền vệ số 5 Nghệ An. Chúng ta đang nói về cuộc đối đầu giữa Bình Định và Long An của chúng tôi truyền tải trực tiếp trên kênh thể thao tin tức HD. Phút thứ 21 trận đấu, có nghĩa là lúc này là 17:20 mà trời vẫn rất nắng. Đậu Thành Phong tạt bóng nguyên Garcia không vào. Pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của Claudicia ở mùa giải này. Và rất tiếc là nó đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Pha tạt bóng vừa tầm của Đậu Thanh Phong. Claudicia cũng đã chọn vị trí bay người đánh đầu dũng mãnh. Nhưng hơi tiếc là anh vẫn đưa bóng đến đúng vị trí mà thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã... Văn Hạnh. Lỗi. Lỗi của Đặng Quang Huy. Và thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này thuộc về Đặng Quang Huy, cầu thủ mới vào sân. Mùa giải năm ngoái thì Quang Huy còn thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ có cái chân trái rất tốt. Mạnh Hùng không được. Cú đá sệt nhưng lực không mạnh. Jim Linh, vẫn là Jim Linh. Không được. Jim Linh đã cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm tỏa của hai cầu thủ phòng ngự bên phía Hải Phòng để tìm cho mình một góc sút. Nhưng ở tình huống cuối cùng thì anh đã không có được một tư thế vào vị trí thuận lợi để có thể dứt điểm về phía khung thành của Văn Toàn. Rất tiếc là Lê Thế Cường đã không theo được pha bóng vừa rồi. Anh vẫn thiếu đi một nửa bước chân nữa để có thể chạm bóng trước khi Huỳnh Tấn Linh băng ra. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Đường truyền bật tường bằng đầu rất tốt của Claudicia. Nhưng Lê Thế Cường vẫn vào chậm một bước chân mà thôi. Chính xác là khoảng nửa bước chân thôi. Claudicia khá nhịp nhàng. Em Pandey không được. Cú dứt điểm không đúng tầm bóng của Em Pandey. Rất bất ngờ khi mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã thay cả bộ đôi tiền đạo ngoại của Than Quảng Ninh.
có bàn thắng mở tỷ số bất ngờ, và Hùng Cường là cái tên ghi bàn. Một tình huống rất bất ngờ với tất cả khán giả có mặt ở trên sân và những ai đang theo dõi trên truyền hình. Bất ngờ khi mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng rút ra bộ đôi tiền đạo ngoại và thay vào đó là hai cầu thủ nội binh Giang Trần Quách Tân và Hùng Cường. Và càng bất ngờ hơn nữa, đó là một tình huống tấn công không quá gì phức tạp nhưng Than Quảng Ninh lại có bàn thắng. Vẫn là tình huống treo bóng chính xác của Nghiêm Xuân Tú, và cầu thủ phản lưới nhà là Andrew Smith chứ không phải là Hùng Cường. Rất tiếc là trong nỗ lực phá bóng thì trung vệ mà số 14 đã đá thẳng vào lưới nhà. Hùng Cường chỉ là người tạo ra sức ép thôi. Còn người trực tiếp ghi bàn là Adriano Smith. Rất tiếc cho các cầu thủ Hải Phòng và đặc biệt là rất tiếc cho nỗ lực phòng ngự của là Trung Hiếu và Thành Đồng. Họ cần tập trung khai thác hơn ở hai biên. Claudicia, nỗ lực tạt bóng của Claudicia. Để phá bóng là Văn Việt. Mà Hồng Quân, Hồng Quân thoát đi nguy hiểm. 4-2, 4 cầu thủ áo xanh, cánh trái trống trải, Giang Trần Quách Tân, Mạnh Hùng và Quách Tân. Không được, người phá bóng cản bóng là an toàn, không được. Và dứt điểm vọt xa của Nghiêm Xuân Tú. Tú cho rằng là bóng đã chạm vào một cầu thủ bên phía đang Hải Phòng, nhưng trọng tài thì lại nghĩ khác. Văn Toàn vừa rồi cứu thua cho các thủ Hải Phòng. Và dứt điểm hiểm hóc của Giang Trần Quách Tân. Chúng ta hãy cùng xem lại vào bóng này. Quách Tân đã dứt điểm hiểm hóc ở góc hẹp. Xuân Tú cũng đã rất bình tĩnh, nhưng và sửa lòng bằng chân trái cuối cùng của cầu thủ 3 số 7 lại đi vọt xa. Như Trịnh Hoa Hùng, Đào Nhật Minh hay là Lê Thế Mạnh mà thôi. Mpande, vẫn là Mpande, không có ai bên trong cả. Nguy hiểm, nỗ lực vừa rồi là Thành Đồng. Thành Đồng đã vào hơi chậm trong pha bóng vừa rồi, đáng lẽ anh phải vào sớm hơn. Thành Đồng, các cầu thủ Hải Phòng đang gây được sức ép tốt, nhưng họ cần phải quyết tâm hơn nữa, phải nỗ lực hơn nữa trong những tình huống cuối cùng. Thành Đồng đang rất mất bình tĩnh, và chính hành động của Thành Đồng đã khiến cho các cầu thủ Than Quảng Ninh nổi nóng và đang có những diễn biến căng thẳng trên sân. Nghiêm Xuân Tú, vẫn là Xuân Tú, tốc độ của số 7. Nguy hiểm, bóng vượt qua khỏi tầm với của Văn Toàn và Doãn Ngọc Tân đã phá bóng an toàn. Rất tốt. Nghiêm Xuân Tú, Hùng Cường, lại là một quả phạt khác nữa của các cầu thủ Hải Phòng. Tình huống tham gia trận đấu đầu tiên của Đào Nhật Minh. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã gọi tất cả các cầu thủ của mình quay về. Trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Mạnh Hùng, bóng vẫn đang quanh quẩn ở khu vực 16-20 của Than Quảng Ninh. Quách Tân, Quách Tân là một người rất giỏi giữ bóng, và lúc này là lúc mà anh cần phải giữ bóng, và điều này đã giúp cho Than Quảng Ninh đã có được chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray. Với chiến thắng này thì Than Quảng Ninh sẽ vượt qua chính Hải Phòng trên bảng xếp hạng, họ sẽ tạm thời có được vị trí thứ 7. Còn Hải Phòng thì sẽ tụt xuống vị trí thứ 9. Và các bạn thân mến, bàn thắng duy nhất của trận đấu này, bàn thắng đá phản lưới nhà của Adrian Smith đã mang về thắng lợi cho Than Quảng Ninh. Và Than Quảng Ninh chính là đội bóng đã giành được trọn vẹn 3 điểm trong cuộc derby vùng Đông Bắc Bộ. Và chúng tôi cũng xin được khép lại phần bình luận trận đấu này ở đây.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.